Chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Far Cry Primal. Và để không để các bạn chờ lâu, mình sẽ vào cái cutscene này luôn và mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện mà mình đang nói. Và như là lần trước mình làm xong nhiệm vụ kia nó dẫn mình tới cái chỗ này, tức là nhiệm vụ tiếp theo thì phải. Thì mình biết là vậy, là nói chuyện với con Shayla. Ok, để mình nói chuyện coi. The peace answer coming. Con quái thú nó trả lời với việc ra lệnh của bạn. Mỗi đứa sẽ trở thành một Beastmaster, là có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển được thú. Và chúng ta phải xây dựng một cái ngôi làng và cho người ta biết là dân làng Quantra đang ở đây, và kéo thêm Quantra lại đây. Cái làng của mình đó là một khu mà gọi là giống như nhà an toàn nha. Có thể unlock skill rồi nâng cấp cả vũ khí vân vân cái kiểu. Và chúng ta có thể xây ngôi làng, có thể bằng cách dùng cái cây này nọ để mở rộng thêm. Upgradable hut, nó sẽ nếu chúng ta thu nhập nhiều cái cây này nọ vân vân, chúng ta sẽ có thời gian để và nhiều cái resort hơn để có thể nâng cấp được cái ngôi làng ở đây, cũng khá là hay chứ. Sailor hut, vì chúng ta muốn nâng cấp lên đó thì chúng ta phải kiếm thêm reed và hai con gia cừu nữa, gia dê. Cái này đó mình sẽ kiếm sâu, nhiệm vụ phụ mình sẽ kiếm sâu, nhưng mà không rõ cái này là sao. Này là nhiệm vụ chính luôn rồi. Để bên qua nói chuyện với ông kia cái nhẹ đã, nói chuyện luôn một thể. Nhưng mà bên túc bên đây mình con bro, bên đây ông này sẽ cho nhiệm vụ gì nữa. Strong energy, good land for one job, but missing something. Missing what? Kỳ đây. Chắc còn ông này cũng cho mình cái nhiệm vụ để warp skin. Bên kia thì read hai cái, nhưng mà hai da deer là nai sao á, là hai da nai và không thì hai da sói. Cái nhiệm vụ cũng không khó lắm, nhưng mà vấn đề là tìm ở đâu thôi. Read ơi đây má, mình không biết trên đây nó có mang giờ cừu nai gì đó đó. Đáng lẽ là mình phải đi nhẹ nhẹ. Ui này phải, này dê hay sao á, mình đang tím nai. Biết bắn phát này trúng không nữa, xa quá. Ok, chúng ta phải đi tìm chậm lại cho ăn, lỡ nó có chạy nữa. Bắn một phát là thông ra đít nè. Ôi chạy máu đít luôn rồi mà vẫn còn chạy được sao ấy thật. Đâu rồi chạy đóng tiêu rồi. À đằng kia máu vương vã ra tới tận đây luôn nè. Rồi một em skin deer, con này là gì đây, một cái skin deer nè. Rồi mình lấy cái này để lấy mình xây nhà luôn cho tiện này, mặc dù nó không phải là reed nhưng mà cứ để đó cho chắc ăn ở dưới sâu gì mình cũng phải cần nó. Này không phải rồi, chúng ta vẫn đang đi tìm thêm một con nai nữa. Và nãy chúng ta thấy một con rồi mà nó chạy nhanh quá, chúng ta không dí kịp. Nhưng mà mình không nghĩ nó ra tới hướng này đâu nha. Đó, đây. Đảm bảo bắn một phát là chết liền. Chết. Còn đứng nó nhìn nữa. Ơi, chết ngay. Ok, chúng ta được hai cái skin deer nha, nhưng mà chúng ta phải tìm hai con sói nữa. Kiếm đâu ra hai con sói ta? Ok, để mình đi tìm sói rồi, bật bản đồ lên coi. Thường nó sẽ có hiện chỗ nào, khu vực nào có sói. Khu vực này có gấu luôn chứ. Waypoint, khu vực nào có sói, khu vực nào có để coi. Phát hiện khu vực nào có sói nha. Crafting Steel Village Park. Nói chung mình cứ lấy hết cho chắc ăn. Đây con gì đây? T-hole easy. Đây cho sói đây. Mà cái này không dễ đâu nha. Đây mình fast travel luôn cho rồi cho nhanh. Thì mới chó sói thì có lẽ mình phải dùng chiêu đó đặc biệt hơn còn dùng con chó sói của mình để điều khiển. Ê, hình như chúng ta thấy một con chó sói. Đúng rồi, chính nó. Một con đang lang thang nhưng có vẻ đang rất là buồn đời. Để coi rồi. Phải đợi nó đứng yên ra. Ê, cái gì đấy? Mình muốn bắn một phát nào cho chắc ăn. Bắn phát chết luôn á. Đó, chuẩn xác, chuẩn cơm mẹ nấu. Chỉ cần hai cái là chết ngay. Trời ơi, chuẩn quá đi thôi. Nhưng mỗi lần mình lấy lại sẽ được. À, đủ rồi nè. Skin Wolf. Một cái nè. Shit, nhưng đây có cái gì đó. Mình phải đi tìm thêm một cái nữa. Ôi, ôi, wow, 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 wow. Ôi, ôi. Ê, tụi đâu ra tụi người này nữa vậy? Ơi, lay vậy. Nghĩ sao vậy cưng? Nhưng mà xui cái mình còn như đây giọt rồi. Và còn đúng một cái cung tên. Nhưng mà mình vừa mới hay con chó sói đi mà ta. Kỳ quá, hai ông nội này là mình mất con chó sói rồi. Relief không sao. Mình ước gì cũng hao nổi phải có cái gì đó đặc biệt một tí. Toàn lá. Mình đang đi tìm chó sói mà ta. Mình cứ thu hết đi. Để mình để coi craft thêm vài đồ nữa. Ok, full ammo. Ngon cơ. Đây là gì đây? À, chắc cái đồ bám lên đúng rồi. Đây đây, một thanh niên đây. Phải chó sói chúng ta nhìn nó nhìn giống linh cẩu hơn là chó sói. Tại vì nó nhìn lên con này nó giống cáo hay con gì nó khác hơn so với chó sói á. Ở đây mình đi vòng vòng khu này thì khu này thì có vẻ chính xác hơn nhiều. Nhưng mà mình phải bật Hunter Vision lên. Wow. Phải kiếm cho được một con. Lại rõ ràng mình thấy một con đứng đằng sau hai lưng tụi kia mà. Có vẻ như là nó chạy mất tiêu rồi. Ok, để mình chạy một vòng trong đây khu này đó kìa. Chắc cũng quanh đây thôi. Ôi ồ, đằng kia. Đúng rồi, con này là sói nè. Đó, biết chiến thuật lên, mình bắn một cái là thế nào nó cũng đứng yên lại. Đó, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Mình đang cố chơi cái game này để lát nữa sẽ tìm một số con. Ồ, rare gì mới gì rare gì đây ta, ghê ta. Rare strip wolf skin gì vậy? Chắc được rồi nha, không biết đủ không nữa. Mình đang cần phải tìm reed nữa, reed. Ủa, còn con nữa, một đống luôn nè. Ôi, nhưng mà con này con khác rồi. Làm cứ nhầm. Cứ lấy hết trực tiện. Reed là cái nào ta? Đây đây, reed đây. Dư luôn. Green Leaf. Chúng ta phải đến chỗ này, giờ chúng ta được một cái Recall Piece. Sao những chó xấu vậy? Có vẻ có gì đó, ai đó đằng kia vậy? Nhưng mà có lẽ đồng đội hay gì đó cũng là quen cha luôn. Không phải là địch. Đã tiện. Nhưng chúng ta phải tìm thêm 3 cái Reed nữa. Khu này chắc có, chạy vòng thế này chắc có. Read đâu rồi, read đâu rồi? Phải làm ta? Được hai cái read này nè. Rare read luôn. Ồ, đã vậy. Ơi ơi, bậy. Trời ơi, phải cẩn thận, nhiều lúc lâu có chó sói ra nữa, phí gì. Và hai hàng ông nội nữa. Đó, headshot. Ơi, vãi ông nội. Đâu rồi. Ra đi cưng. Chết liền. Gì vậy? Nữa vậy? Ở đâu nữa vậy? Tuốt đằng xa luôn hả? Vãi thật, coi nè. Này thì ngáo đá. Nghĩ sao vậy cưng? Mà thôi kệ, một con. Này thì ngáo. Một thanh niên ngáo đá bị cho cáo dí, còn một thanh niên thì gặp ai cũng bắn. Thôi chết nằm đó đi cưng. Không ai lại cứu mày đâu. Rồi để coi. Còn cái body đâu rồi? Đây. Bố lấy đồ hết. Một khi bọn đã đụng tới bố giết hết. Thực sự là cũng chả tính giết cho mấy thằng này cho lắm. Nhưng mà có lẽ nó gây sự nhiều quá nên chúng ta phải đành giết thôi. Cái gì đây? Nói chung là chúng ta có red đi. Red leaf hay gì đó cũng lấy hết nhưng mà ưu tiên hiện giờ là red. Và mình vẫn đang đi tìm red nằm chỗ nào, toàn mấy cây gỗ không. Nữa hả? Ơi cái gì vậy? Ủa sao trong đây người nào địch nhiều quá vậy? Rồi, anh đi rồi. À, chạy túi đằng kia rồi. Chụm vòng mà ông nội. Lại chết cái nhẹ coi. Ngáo đá nè. Ngáo đá, thanh niên ngáo đá tập 1. Nói chung full đồ rồi. Red leaf. Vậy có read không? Tao đang tìm read. Còn hai cái là chúng ta có thể về thành dưỡng sức rồi. Ok. Read chắc mình cũng nghĩ là chắc cũng nằm đầu đây thôi, chứ cô không đến đâu nào. What the fuck. Cho sói rồi. Vậy read không ta? Read leaf. Nó lâu cái nó hiện lên cái cây mới nha. Nhưng mà vẫn không phải là read. Cái thứ mà chúng ta cần tìm nước nãy giờ. Và chúng ta chỉ cần tìm tới hai cái thôi. Và tụi nó spawn lại. Oh. Thậm chí là tụi nó đốt lửa chạy nữa nè. Những ba thằng. Nãy mình đâu thấy ba thằng này đâu ta. Mới lấy tới là mình để xác đó mà. Hay là ba thằng tự động hồi sinh lại ta. Má game tục thế. Vấn đề read nó nằm đâu ta? À, như cái khu này khu chạy của nó. Cho nên medium vòng tất nhiên phải có tụi nó rồi. Ui, đẹp đấy chứ. Read ơi, read em đâu rồi? Read ơi, read à. Cái gì? Một con chó sói nằm trên đây hả? Khoai vậy? Ê, bắn gì mà không trúng? Ê, bơi đi. À, xì vô cái các bạn thông cảm. Bởi vậy mình nghe nói game này nó có cả tụi mấy cái con mà đặc biệt như là Snow Blood gì, Blood Fan hay gì á, và No Snow Fan gì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà lát mình sẽ cố gắng tìm hiểu đi như thế nào để thuần phục gì đó để chơi cho nó dễ hơn và trải nghiệm nó hay hơn. Tuy nhiên thì có lẽ mình sẽ không quay mấy cái đó. Ôi Má thật tình là tao không muốn giết mày đâu. Nhưng mà sao con chó sói này nhìn có vẻ là lạ. What the fuck is that? Thể loại gì vậy? Con gì vậy? Nhìn kinh dị vậy? What the fuck? Thể loại gì mà tướng bự kinh dị luôn á. Ý. Để dí theo. Bắn một mai hai phát ngay đầu rồi á. Ê Tao nói rồi, cái thể loại này kinh lắm. Mà tao không biết tại sao nó lại nên xuất hiện đây. Trời, nó chạy như bò hút vậy á. Trời thanh niên. Trời ơi, ghê vậy. Nhìn chả khác nhiều con bò hút. Ê, đâu rồi? À đây. Hút lộn người rồi bạn. Trời ơi, tôi coi. Chạy. Ôi, chạy vòng rồi. Trời ơi, nó còn đằng sau lưng mình kìa. Trời ơi. Ghê vậy. Cái này vui nhưng mà ghê vãi. Ơi, đằng sau lưng đập được con này thề về chắc lột da đã luôn. Ơi rồi chết luôn. Vãi thật à. Không biết có rớt đồ không nữa ta. Mình nghĩ là không, nhưng mà gặp cái con này, lâu lâu gặp những con quái thật thấy cũng lạ. Cái coi Wolf Skin có bao nhiêu cái rồi, Read bao nhiêu cái rồi ta. Read Leaf Rare gì đây. Rare Read 2 cái nè, Read 2 cái luôn nè. Swap Skin này sao ta. Blood of Oros. Cái này cũng vui chứ. Rare Black Gold Skin, Dead Skin 2 cái rồi. Wolf Skin cũng 3 cái luôn rồi. Là chúng ta nên về thành dưỡng sức đi. Nãy giờ đồ buồn cười vãi luôn á. Gặp phải con gì mấy người đánh chết nó rồi. Còn có lẽ chúng ta chỉ đủ mana, đủ sức lực để đánh chết nó. Fast travel đi. Nhưng mà không sao. Có lẽ cái đó là cái con thể loại mình có thể nói là chắc có lẽ là nó không như người bình thường. What the fuck? Tụi bay cắm lửa chạy mà tao đi ngang qua tao cũng bị dính máu nữa sao? Đủ chưa ta? Đủ rồi. Đủ chưa? Trời ơi, mẹ nói luôn. Cái chòi của mình sẽ ra từ chúng ta không thành chòi luôn, chúng ta nên có một cái lều. Nice. Có lẽ chúng ta cũng có thể nâng cấp thêm nhiều thứ nữa. À, nếu mà chúng ta cho nâng cấp cái chòi nó sẽ tăng cái số lượng người sống ở đây, population. Dân nó hẳn là dân cư này nọ cái kiểu á. Để chúng ta có thể cái gì đây? Để chúng ta qua bên kia luôn. Để chúng ta có thể nâng cấp này nọ này. Nếu mà có nhiều người hơn thì mình sẽ có nhiều kỹ năng hơn cái đại loại. Mình nghĩ là vậy hay gì đó. Mình phải có gì đó ít cho mình. Rồi, đéo. Bố nâng cấp cái đã. What? Mà nãy mình được 2 cái rare read chứ không phải là được cái read. You can't buy wolf so old when you string. Ok. Beatmaster. Có nhiệm vụ gì không ta? Taka. Location discovered. Waypoint, phải có nhiệm vụ với ta. Your cave waypoint. Sao kẹt bà nó trong đó luôn rồi ta. Có cần phải nâng cấp hay gì không ta? Nữa hả? Ghê vậy. Hình như là nâng cấp cái nhẹ thôi. Rồi đi, mình vô đây mình coi cái đã. Tarkov's Cave, Gold Skin đủ là Slay 2 cái nữa, một cái nữa Read, 2 cái nữa, một cái Slay và 2 cái Read, và tất cả là chúng ta cần phải 4 cái Read nữa. Vãi thật. Ơi lấy hết để chúng ta còn nuôi cuốn nữa. Cái gì đây? Ê hồi khỏi đi. Và mình cũng đang cần đi lấy đồ cái kiểu. Chúng ta phải chạy ra cái chỗ hồi nãy. Và mình nghĩ là chúng ta phải nâng cấp hết cái đống đó luôn thì may ra. Yes. Wayboy, các bạn nhiệm vụ này nó tốn thời gian để đi tìm thôi chứ cũng không đến nào khó. Trừ khi mình gặp thêm cái đám đó nữa. Gì vậy? Mình vừa mới thấy cái gì đây phải. Nãy là buổi sáng giờ tới buổi tối rồi nha. Thì mình ráp cung nè. Để coi có gì dưới này không nè. Kia đi. Cho cáo. Vợ nãy kêu chó chuyển sang cáo. Nice. Nhưng mà nhiệm vụ của mình á, là phải đi tìm Reed với Slay được rồi. Slay thì theo mình nhớ là hôm qua bữa mình chơi á, thì nó lại nằm ở đâu đó. Ở gần cái khu của mình hơn. Tại vì nó cái Slay nó cũng không thể nào khó mà nó khó tìm mà nó nằm ở cái khu này. Là mình nhớ là khu gần hơn là sẽ có. Tụi đằng kia có một cái lửa chạy nữa. Mà rõ ràng tụi này nó mở lửa chạy lâu lâu xung quanh đây ra đây không hả? Người tiền sử toàn thích cắm chạy, hướng đạo sinh cái kiểu. Rồi. Read. Nãy nó hiện đâu đây vài cái mà mình cũng không rõ tại sao nó không spawn nữa ta. Thấy cũng hơi thắc mắc điều đó. Ok, và mình nghĩ là chắc nó cũng phải đâu đây thôi. Chứ làm gì mà sao mà nó hiếm dữ ta. Sao toàn cây với cây không một cái riết nào luôn. Chúng ta phải cần một cái slay, đúng một cái slay nữa thôi là ok rồi. Toàn cây không vậy. Ôi, mấy em nó nhảy xuống đây luôn rồi. Có lẽ mình đi vòng vòng thế nào cũng có thôi, nhưng mà để coi. Nhưng mà phải đi nhỏ từ từ cái ra. Đằng kia có một con gì đó có vẻ không được ổn cho lắm. Cứ né hết là ok. Đẹp tá. Nhìn nếu mà mình ngoài đời mình sẽ không bao giờ đụng với cái đó, tại vì nhìn nó có vẻ có độc lắm. Ê, sao chó sói của mình không có tiêu ta. Ôi. Trời ơi, ghê vậy. Có vẻ không được ổn. Hành trình đi tìm cái mỗi mấy cái lá thôi mà sao khó khăn vậy. Rồi. Ôi mẹ ơi, 5 con sói. Ôi ơi, bỏ tao ra. Có vẻ chúng ta không được ổn cho lắm. Trời ơi, sao căng quá vậy. Có cách nào cho tụi nó xuống vực thẳm hết luôn không? Hay là mình nhảy xuống luôn. Vô lô. Tạch luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã đủ đồ để có thể upgrade tất cả mọi thứ. Ok, để mình upgrade cái nhẹ đã. Vô, vui quá. Nhà chúng ta đều được nâng cấp lên luôn nhá. Các bạn nâng cấp phải ít nhất 2 cái. Nâng cấp nhà cửa kiểu. Ok, cái của mình đã xong. Và lần này mình đã xong đủ luôn cái phần của ông này luôn rồi đó. Ok, chúng ta upgrade luôn. Mình phải đi tìm dữ lắm cái khúc mà nãy mà đi thẳng lên nữa thì mới có thêm read. Hồi chứ không thôi cũng chả có cái read nào ngay chỗ nãy mình đi tìm, mà cũng phải đi lòng nhầu này đồng hồ mới tìm ra được cái chỗ đó. Mới biết là chỗ đó, cái chỗ mà nào có ven hồ á là nó có quá trời luôn. Chúng ta mở được mission luôn nhá. Và chúng ta tăng population thêm 2 đứa nữa. Thoải mái luôn. Talk to Shayla. Talk to Shayla. Oh yeah. Đó, cuối cùng cũng đã mở nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính cho mình. Shayla đâu? Shayla đâu? Tuốt trong kia luôn ha. Ok, đây Shayla đây. Em ơi. Haita, chaua su chaudam. Nu, aquí está. Mi janhas hapuasham. Chaja marwa udam waidam. Si shau sinacham. Si warjawa. Ti. Udam shayarguama duayam. Sai arhi tachis laha malshata warbati. Nãy nhìn mặt nhỏ này ghê vãi luôn á. Talk to Shayla. Ủa mà nãy mình cũng vừa mới nói talk to Shayla, giờ cái nói nữa. Đây là club, là cái cây mình cầm, cái gậy mình làm cái công cụ rất là nhanh, vũ khí rất là nhanh, có thể đánh được nhiều mục tiêu trong cùng một lúc với một cú đánh. Còn thương thì có thể chậm nhưng mà nó rất là mạnh, nó chỉ cần một hit ngay giữa mặt là nó đi luôn. Và đè RT để cũng thể đánh một cái cú mạnh, thì có nghĩa như đè càng lâu nó càng đánh càng mạnh nha. Có thể làm stun cái đối thủ và có thể giữ đối thủ bằng cách đốt cháy đối thủ cũng hay. Talk to Shayla xong rồi đó. Wamasha Waikarsh Mawinja Chimashta. My Marchasar Winjamana Ulaikwa Shuta Marita. Usai salwa guan. Palhuda. Palhu hasmas. Nu takar massi hayauda. Vãi thật, nó tưởng nó đây là cái chỗ nào mà nó có thể vô đánh mình xong đi ra đúng nhẹ nhàng tỉnh bơi vậy. Rồi con gây attack lên em ơi, đánh nó lại đây cung rồi chứ. Nó nghĩ đây là cái chỗ nào mà nó có thể vô mà đánh người ta xong cái đi ra. Mày nghĩ đây là đâu? Rồi này thì một phát headshot luôn nè. Đó, đánh nó đi em. Đúng rồi, nghi nghe chỗ hiểm nha con. Mày nghĩ đây là đâu? Lên luôn á. Ý ồ, mình là hết xài cung thôi nha. Đó, cung bắn còn nhiều phát là chết ngay. Hubis lại đem anh Jayma. Máu full ngay. Nãy đáng lẽ mình nên xem con chó sói, nhưng mà nãy mình lỡ mình đi vòng vòng mình tìm Reed á. Mình xem luôn con này để có gì để lúc sau còn xài đỡ. Ơi nằm cái đêm kia. Đủ 8 cây rồi. Với lại đồn thì cũng nhiều, không có gì phải xoắn. Vô luôn. Lên em ơi, bảo vệ dân làng. Headshot. Có anh tới cứu đi. Quân nó nhanh, Quân kia cũng được. Thằng kia đâu rồi? Mày đâu? Mày nghĩ mày là ai? Nãy mình chơi như Rambo ấy à. Cái gì có bông khói nữa hả? Vãi cái bông khói. Chạy vòng đi, cứ vòng sau đi nè. Lên đây lên được ha. Vãi, mình đang cần móc lốp tụi nó. Chết rồi coi. Cái gì vậy? Cái quái gì vậy? Poison. We also survive. Poison will drain your health, but if you wear off, they must be antidote recipe. Hiện tại chúng ta không có thuốc giải. Trốn mà mày. Đằng sau cũng có nữa kìa. Ê. Đâu rồi. Đây đâu, bắn thằng này cái lẹ. Con mẹ mày. Rồi, còn thằng nữa. Để vô mình đánh luôn cho rồi. Này thì láo. Còn thằng trong kia nữa. Chọi bột ai cho mày chọi trong nhà tao mà mày chọi vậy hả? Dạ. Phê thế. Nó vô nhà mình mới chọi như đúng rồi luôn á. Cái thằng mập này. Đủ 8 cây rồi, hết lấy thêm được rồi. Defend your village. Còn nữa hả? Ok, chơi tiếp. Mày thì bắn tao. Một phát là headshot. Đâu? Regroup với Shayla. Ok, để mình search đồ này đâu. Nó nói chung là toàn là lá vàng không, yellow leaf không, mà cũng chẳng có gì đặc sắc. Ok, xong rồi em. Mình quánh nó rất là aggressive. Nữa hả? Go, Quantum Break. Chơi luôn. Quái đâu mình đâu rồi? Em đâu? Lại đi với anh. Nhanh. Chó. Con gì đâu rồi? Rich Udam Camp. Ủa sao có mình tao đi vậy? Bựa vậy? Ồ, để coi 700 mấy. Đâu nằm tốt đâu vậy? Waypoint. Ok, chắc đi bộ ra chắc cũng tới mà. Chắc tới. Hey, mấy này nó có thể nó nghĩ đâu. Nó nghĩ đây là chỗ nào mà nó có thể đi ra đi vô một cách dễ dàng gì được. Đúng không? Mà nó còn đánh người dân của mình nữa chứ. Nó nghĩ mình là ai? Nó không coi ai ra gì hết vậy. Hay. Udam con mẹ gì. Đâu, hình như có vẻ có ai đó đâu đây phải. Tụi nó phát hiện được mình hay sao á. Nhưng mà cứ lấy đồ chứ đi. Tại lên sau này mình lỡ phải đi tìm nữa. Cứ lấy để sẵn vậy á. Kìa mẹ đi. Lần nào nó cũng đâu có thấy mình đâu. Udam kìa phải không? Đúng rồi. Nhưng mà mình không đánh tụi nó. Rich Udam Cam. Để nói chuyện ba mặt một lời với tụi này. Ý. Cái gì vậy? Này phê thuốc à? Một thằng phê thuốc nè. Hai thằng phê thuốc nè. Chúng ta chỉ cần lấy lại cái cung thôi. Nói chung mình cũng không cần nữa lắm. Tặng tụi bay miễn phí. Tao không tính tiền. Rồi. Tụi bay đâu? Tao tính sổ tụi bay đây. Tụi bay nghĩ chỗ nào ấy nha. Đây đâu phải nhà tụi bay đâu mà vô, thể vô ra ngọt sớt vậy. Đó, một mình anh xong vào rồi, cân cả tim. Nó nhìn thấy cũng kinh dị và ồn. Như có con gì đằng sau rồi phải. Cái gì vậy ba? Ê, cũng có con này chứ. Để mình xem nó luôn cho rồi. Đúng rồi, xem nó luôn. Cái quái gì vậy trời. Vừa gặp con này mà vừa gặp tụi Udam nữa chứ. Mày có thể nào tránh sao tao ra được không? Ok, reach the Udam camp. Mấy em đã bị con đó nó phá vỡ cái hoạch mẹ rồi. Mất một miếng thịt, tột vải. Mít bao lần giờ muốn xem con nào là phải. Gì đây. Sao chạy mất tiêu rồi? Vãi chạy. Vãi nó nội chạy nó tụt chứ. Mình bắn có với con phát chạy mẹ rồi. Thanh niên lầy. Ôi, rồi, lên đây cái coi. Lên cái nhẹ. Khu này anh bao hết. Nó đề 100 mấy mà cũng đi xa vãi luôn đó chứ. Đằng kia phải không? Khu này phải có cái gì đi xuống á. Chúng ta phục kích nó. Reach the Udam camp. Ok, chúng ta tới nè. Nhưng mà cũng phải đông đấy chứ. Chứ phải tìm đường khác xuống thôi. Trong đây có vẻ còn đường khác nhỉ. Đáng lẽ là mình không nên đi lên cái khúc này mà lại nên đi chỗ khác sẽ hay hơn. Giờ đi xuống khá là khó. Có khi còn bị kẹt đâu đây nữa chứ. Chết cha. Giờ nhảy một phát xuống là tạch luôn á. Ê vãi thật. Đồ không chết không mất máu luôn mới ghê chứ. Ồ chuẩn cơ mẹ nấu. Nice. Giờ mình sẽ chạy qua chỗ này vậy nè. Để tới cái chỗ Udam đấy. Stealth. Giết hết luôn hả? À không, chúng ta phải tiếp cận nhiều chỗ cũng được. Không nhất thiết là phải cái chỗ nãy mình cứ tưởng là phải đi một chỗ đó thôi. Mình sẽ cố gắng stealth hết cỡ. Ráp đủ 7 cái đi. Howwood. Chỗ này lên được không ta? Stealth nhưng mà có bao nhiêu đứa trong đây? Ý. Đi nhắm sẵn đó đã. Đâu rồi. Thanh niên. What the fuck? Ôi cái gì vậy? Ôi không ngờ nó kéo một đám ra nó đánh mình luôn, ghê thiệt chứ, ghê vậy luôn á. Giờ giống cái này giống Far Cry lắm rồi đó. Ở lộn nó là Far, ý là giống cái Far Cry 4 á. Kiểu bẻ cái gì nó cũng hồi má được hết á. Cái cây này có vẻ nhanh. Muốn xử nhanh thì cứ dùng cái cây này. Mình hồi má quá đó. Bẻ tay lại là xong. Chiêu thức huyền thoại của Far Cry. Bẻ tay. Nice. Rồi chúng ta đi lại chỗ cũ rồi. Ok. Chúng ta hình như còn khoảng 2 thằng nữa. Cứ bật hết lên cho rồi. Mày có thể nào đứng yên được không? Má nhòi thì chứ. Ý gì đây? Vừa mới thấy cái gì đó đỏ thì phải. Kill all enemies và diệt hết cái cây Udam. Thôi cầm mẹ này, nó quất nó luôn đi cho rồi. Con mẹ mày, 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 chưa chết hả mày? Hồi máu mình cũng, hồi máu cũng nhanh vãi. Cái thằng kênh cộng cũng fail nữa. Ok, vậy chỗ này đam chết hết rồi. Này thì Udam, đừng nói nó có vụ reinforcement nha, cũng có thể lắm. Này thì Udam, này thì Udam. Đó, bắn dính một cái rồi, dính một cái là dính ngay. Ok, này thì bắn đổ mày, bắn đổ mày. Ê hồi máu đã. Có lẽ mình bắn kiểu này có vẻ chết sớm. Ê, có đồng đội tới trước à, dừng chơi. Nice, đúng rồi, phải vậy chứ. Đâu rồi rồi đó, chuẩn xác con từng mm như con bò hút, một phát ngay đầu. Nice, chuẩn luôn. Ôi hay quá, mình bắn hay quá đi thôi. Đó, thu lại cái này cho em, xin lại mấy cái đó thôi. Udam tree còn cái cuối cùng rồi đó. Khúc này lên trên, climb lên, lên chứ. Để bố còn phá cái đống thì tụi bay. Này thì Udam, này thì Udam. Lên nhá, chỗ này chỗ cuối cùng nhá. Gì vậy? Ups, có sao bạn? Xin lỗi nha, lỡ đánh, tưởng người lạ. Này thì Udam. What the fuck, cái gì? Vãi cả lỗi. Rồi ok, xe cứu thương nó tới đó, nó đem mấy thằng này trở lại đó. Rồi, còn những thằng cuối cùng đâu rồi? À, chết luôn rồi. Này làm đói. Thì đây. Chết luôn. Nghĩ sao còn sống hả mày? Chuẩn cơ mẹ nấu. Udam. Udamari. Ul Atikwaifa. Apa. Laiwa Maya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udamari. Winja Baltasha. Guaifamas. Shaus Ulz Dawson. Sana quite a shanchi parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Gardici Napa. Winjai. Guarpati. Winja Samsam Sashta. Okay, for Winja, the lost Winja, missing Winja with unique skill were lost seen. Chúng ta phải đi giải cứu mấy con hàng Winja bị thất lạc này. Thì có lẽ chúng ta sẽ unlock được những cái skill đặc biệt cho mình. Mình nghĩ là vậy, tại nó có lẽ là unique skill của tụi nó, có thể là khiến cho mình có thể một cái unique skill nào đó, na ná như vậy. Chúng ta có thể tìm kiếm Oros và đem những cái Wencha có kỹ năng đặc biệt này tới nhân con làng. Skill, để nâng cấp skill luôn đi. Mình có tới 5 cái điểm skill mà mình vẫn chưa nâng cấp để mình để dành. Extra health một cái đi. Được phớt 2 cái rồi hả? Heals cộng 1, heal power when mana healing up to 3 total. Dân chơi vậy. Extra health. 6 kill spoil lần hả? Nhiều vậy. Review 2 feet terrain. Nói chung thì nó cũng là vấn đề lụm đồ kiểu thôi. Nếu dù nâng cấp cái này thì có thể tìm gì được nhiều hơn. Thêm beast đi. Thêm wildcat đi. Mình lại thích đi bắt thú này nọ kiểu hơn. Thêm wildcat. Leopard, rare cave lion, rare black lions. Các bạn ghê. Can drop a spin bomb. Thấy giờ mình lần trước mình nói mấy con này các bạn như là nó muốn thêm cunning beast. 4 remaining. Chúng ta phải thêm đúng 8 con beast nữa mà chúng ta thêm được 4 con rồi. Được chỉ còn 1 con nữa chúng ta thể nâng cấp cái này. Mình nâng cấp cái này trước cái đã. Thêm Apex Predator. Nếu mà mình nâng cấp cái này mình mới có thể nào mình thêm được mấy con như là Saber-tooth Tigers, là mấy con mà bạn thấy đây, cái con Tiger mà có cái răng nanh đó, Saber-tooth, và mấy cái con gấu. Nhưng mà các bạn mình phải nâng cấp chính bản thân mình cái đã, để đánh mấy con này còn không xong nó gì là đi bắt tụi nó. Skill board hết, mình để dành nữa là để dành 2 cái skill board này để thêm coi cái con này đã. Bây giờ mình chỉ cần đi thêm một con nữa là xong rồi. Đẹp trai đẹp gái luôn. Karosh the warrior. Bring Karosh the warrior to your village. We will teach you powerful takedowns. Đủ. Có thể chúng ta học được nhiều cái pha takedown là đánh một phát là chết luôn á, bằng cái cây gậy của mình. Và cái này thì ông này có cái kỹ năng grab đồ. Nhưng mà cái nào hình như mình nghĩ là cũng phải nào cũng phải làm hết thôi. She will show you how to improve your hunter vision in my Beastmaster Hunt. Jayma the Hunter. Cái này được á. Được á, để mình làm cái này ra. Chuẩn cơm mày nấu luôn. Taka Food and Health. Có lẽ bên đây không còn cái nhiệm vụ để làm rồi. Mình sẽ Campfire Beast Skill Easy, 2 SP and Animal Skin. Hunt back of Predator that threatening the Avenger. Ok, đây mình làm cái nhiệm vụ này kia nè. Thử cái nhiệm vụ cái đó. Mình có vẻ hơi xa đấy chứ. Đi bộ hơi phê. Bên kia có nhiệm vụ gì vậy? Để lên check thử thôi, mình cũng không rõ tại nó đề nhiệm vụ nhưng mà hình như là nâng cấp nhà, cửa hay gì đó, mình cũng không rõ nữa. Open nữa. Warbati Uguan Tishayu Gasuri Haaria Pacha. Fagui Udambi Upafi Udam, fuck we ha aya pasta. Udam, fuck we ha aya pasta. Cái gì ghê vậy? Vision of Ice Firestorming Statue. Chúng ta phải đi tìm cái bức tượng người phụ nữ bằng đá. Nhưng mà chúng ta không thể nào chạy được rồi sao? Có gì đó vẻ ghê ghê, nhìn cảm giác giống như Black Ops 3 vậy. The Cold Rush, The Woman. Why do we keep dying? Tại sao chúng ta cứ phải chết hoài vậy? Ê, nhìn kìa. What the... Trời, má, nhìn tục vậy ba. Người tiền sử má. Gì đây? Làm gì cho nội? Trời, mấy này giống như phê cận vậy ba. Do not touch. Ê, cái thằng Udam kìa. Nghĩ sao vậy? Mày lai. Ủa cái chuyện quái này sao vậy? Cái tội đó là tội Udam chứ phải gì khác. Và chúng ta vẫn phải đi tìm cái The Woman Statue. Đi tìm cái bức tượng của người phụ nữ đó. Có vẻ có gì đó không ổn. Ý. Không cho chọn mà đã vô quốc là đại ra rồi. Ôi, đấm một phát nhăn luôn. What the hell. Ôi cái cây này OB vậy. Đâu rồi, thằng kia đâu rồi. Rồi OB, OB, OB. Đấm một phát nhăn luôn. Ê, cái này vui đó ba. Hư cấu là đây. Cái gì mày nghĩ mày đánh là ai. Không cho hồi máu luôn mà. Ơi ghê vậy, ghê vậy. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Ơi, cậu đánh một thằng hai ba thằng vắng luôn, cục thiệt. Ghê vậy. Ghê, ghê. Nghĩ tụi anh đánh tao sao? Cậu một bầy luôn. Một bầy luôn. Một bầy luôn, một bầy luôn. Trời ơi, đông vậy, đông vậy, đông vậy, đông vậy, đông vậy, đông vậy, đông vậy. Ây, ây, ây à, trời mình giống như mình ram bay chứ. Đâu rồi, hết chưa? Hết rồi. Tiếp. Một bầy nữa nè. Ôi cái gì mà kinh thế. Does not hear the cry. Cái người phụ nữ mà bằng đá không có nghe cái tiếng khóc tụi này. Gì ghê vậy? Trời, mình giống này có siêu năng lực giống như xem robot vậy á. Tại thật. Ủa cái gì? Không công nhận cái effect, cái hiệu ứng của này ảo thật. Hết hồn ba. Cái bức tượng này hả? Nhìn xấu vậy? Ghê thật. Mình... Ê, ê. Mày nghĩ mày là ai? Chưa đủ trình độ. Ủa nó mất tiêu rồi. Sao đi nhanh vậy? Oh, chọi luôn hả? Chọi lấy gì xài ba? Chọi một phát vỡ mặt luôn chứ tục thì. Trời ơi, cái gì mà nó ghê vậy? Cái bức tượng này ghê bãi luôn á. Ôi nó phóng một phát tay kia luôn. Lầy. Đến thua tụi này. Rồi, nữa rồi. Một thể loại mới, đấm một phát văn luôn. Này còn hơn cả phòng tôm với One Punch Man nữa chứ. Stop. Úi trời, cái gì mình phi một phát ra đây luôn nha. Ê, sát bác cà nè. Ý da, ý da. Nếu các bạn nào muốn thấy coi sát bác cà rồi coi cái này vui nè. Gặp thêm mấy thằng boss nữa chứ. Đó, đấm phát văn luôn. Đấm phát văn luôn. Giăng nốt. Giăng nốt. Mấy thằng này phải cà lâu lâu ra nó mới giăng. Ôi, thằng này hóa đá luôn. Này thì trưởng phải giăng hết. Đây. Giăng luôn. Giăng nốt. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Anh đã biết chiêu mánh cho tụi bay rồi. Văng nốt. Phê trà lâu vô. Ơi ơi, nó hút một cái mém chết luôn chứ. Ảo vãi. Đại. Nghĩ sao vậy? Trời trời ơi, trời ơi, lại đây, đánh thằng này còn văng được nữa mà, nói chi thằng kia, thằng này văng nè, đó, văng nốt nè, còn mình mày đó, do nghĩ sao vậy, à, trời má máu me đầy nhóc luôn, destroy the stone của mình, Just so you not go farther, hold LT and press để ngay chỗ hiểm nè, ngay chỗ hiểm nè. Rồi thốn liền no hay một phát là chết luôn rồi. Why do we keep dying? Vision of eyes. Dabadabu Galaita Udam Bajam Shrash Yagisu Sarta Swarga Marmari Makwadi Udam Shaskwani Slak Udam Masub near Bajam Udam Uda Plahaguar Pati Ok, và đến giờ nó bảo mình đi ăn uống gì đó đi. Rồi, có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và mình sẽ hẹn lại các bạn lần sau. Và mình sẽ cố gắng làm những cái nhiệm vụ khác để có thể hoàn thành những nhiệm vụ như này và để unlock được nhiều skill hơn. Nhưng mà trước hết đây cũng để coi mình có skill gì mới hay không. Hiện tại là chúng ta cần, mình vẫn đang nói là mình để lại cái, mình muốn cái skill này để mình có thể là mình có thể bắt được những con kia apex predator kiểu này nọ để ngon hơn, để sau này đánh dễ hơn, tấn công này nọ, rồi sau đó mình mới nâng cấp ba skill này. Tại skill này nó cũng đòi hỏi khá là nhiều nhưng mà có lẽ nhiều làm nhiệm vụ nó mới lên thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn lần sau với tập 4 và mình sẽ cố gắng quay về sớm nhất có thể. Thì theo lịch của mình hàng ngày là tức cỡ 2 ngày một clip, nhưng mà giờ này mình đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì có lẽ sau vài ngày nữa thì mình sẽ cố gắng lại đẩy 1 ngày một clip luôn. Và nếu các bạn nào muốn cập nhật tin tức của mình thì các bạn có thể lên trên fanpage Facebook của mình thì MinhNghiax thì có thể các bạn thêm nhiều thông tin nữa. Và mình có đăng thêm nhiều clip game này nọ để các bạn coi và những cái lịch trình sắp tới của mình quay game như thế nào. Hồi đó mình cũng nói thêm là một số vấn đề như là tháng 3 sắp tới thì mình sẽ có một thử game như là Hitman ngày 11 tháng 3 đó, và mình sẽ quay vào ngày ra mắt, đúng ngày ra mắt luôn và up lên sớm nhất có thể. Mình cũng không hẳn là sớm hơn ai nhưng mà mình sẽ quay đúng vào giờ nó mắc ra game. Thì có lẽ mình sẽ quay chừng 15-20 phút, 30 phút gì đó để có thể up lên sớm nhất có thể sau giờ ra game khoảng bao nhiêu tiếng đó. Nếu bạn nào ủng hộ và các bạn muốn coi thêm nhiều tin tức thì bạn cứ lên fanpage mà kiểm tra. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng tháng 4 sẽ có rất nhiều game hay, tức là Uncharted 4 và Quantum Break. Và nào bạn muốn coi thông tin thì bạn hãy lên YouTube này nọ để coi. Và hẹn lại gặp bạn lần sau.